Sáng mùng 4 tháng 8, đông nghệ sĩ đã tề tựu tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh để tham dự chương trình tưởng nhớ tác giả Lê Duy Hạnh. Nhân một năm ngày mất của ông, đây là chương trình do Ban lý luận phê bình Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm nhớ ơn người tác giả đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp sân khấu nước nhà. Đặc biệt, ông giữ chức Chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh 25 năm, lèo lái con thuyền sân khấu thành phố đạt nhiều thành tựu đáng nể. Ông đã đóng góp to lớn trong các công trình nghệ thuật của sân khấu thành phố Hồ Chí Minh như tổ chức giải thưởng Trần Hữu Trang từ 1991 đến 2012, liên hoan sân khấu hài thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan sân khấu hài Nụ Cười Xanh kết hợp với nhà văn hóa thanh niên, xây dựng và kiện toàn hoạt động khu dưỡng lão nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, chùa nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, trại sáng tác, đào tạo, truyền nghề cho nhiều thế hệ đạo diễn, tác giả sân khấu với các bộ môn hát bội, cải lương, kịch nói, xiếc, ảo thuật. Ông còn là người góp phần ươm mầm những tài năng trẻ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông được trao tặng giải thưởng nhà nước cho những sáng tác sân khấu. Đặc biệt, ông còn là tác giả đã sáng tạo thể loại kịch bản dành cho một nhân vật, nổi bật qua các vở, diễn kịch Một Mình, Hoàng Hậu Hai Vua, Lý Chiêu Hoàng. Ông là một trong số ít người có công trong việc xây dựng câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm 5B, sau này được nâng cấp thành nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tưởng nhớ tác giả Lê Duy Hạnh do nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu chỉ đạo nghệ thuật, có sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Hằng, Vũ Luân, Tâm Tâm, câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân. Chương trình có 120 văn nghệ sĩ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từ Mỹ đã gửi về một clip hình ảnh cô diễn vai Ngọc Hân trong vở Tâm Sự Ngọc Hân của tác giả Lê Duy Hạnh. Thanh Thanh Tâm xin kính chào quý vị đại biểu, xin kính chào quý khán thính giả và cũng cảm ơn ban tổ chức. Con cảm ơn cô và các em đã cho con có một cái cơ hội để hôm nay con được nói vài lời với bố nhân kỷ niệm một năm ngày mất của bố và ra mắt cuốn sách của bố. Bố ơi, lẽ ra con đã có mặt tại chương trình của bố hôm nay, nhưng vì con sắp xếp công việc không có được cho nên con phải có mặt như thế này để nói vài lời với bố. Bố ơi, con rất thích vở Tâm Sự Ngọc Hân. Vậy bây giờ cho con xin được hát một lớp ngắn vai Ngọc Hân, coi như là một nén hương để con tưởng nhớ đến bố. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã nói về vị thuyền trưởng đáng kính của sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Vào những năm đầu tiên của thập niên năm 1980, khi mà các đạo diễn trẻ được đào tạo chính quy từ trường nghệ thuật sân khấu 2, tức là trường nghệ thuật sân khấu và điện ảnh bây giờ, một loạt các đạo diễn nhiều khóa liền được ra trường, nhưng mà không có nơi nào, không có một đơn vị nghệ thuật nào nhận về hết. Đó là một cái lý do khách quan thôi, bởi vì lúc đó rất nhiều những đạo diễn tên tuổi lớn như là Thành Trí, như là Đoàn Bá, Văn Chiêu, Bạch Lan, vân vân, nhiều lắm. Thì họ đang là những cây đa, cây đề, đang là những đạo diễn cực kỳ sáng giá và họ đang phát huy cái thứ ánh sáng sáng nhất trong cái lao động nghệ thuật của mình. Thì những người đạo diễn mới ra trường thì chắc chắn là không có ai tin tưởng hết á, cho nên không có ai nhận về để thực tập nữa, chứ đừng có nói là nhận về để dựng. Đấy. Thì như vậy thì nhà nước đào tạo ra một loạt những đạo diễn trẻ như vậy phí quá, tại vì họ không có phát huy được cái năng lực của mình. Thế là Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập ra một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm. Lúc bây giờ là đúng vào cái thời điểm mà ông Lê Duy Hạnh là tổng thư ký của Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã cùng nhau sáng lập ra cái câu lạc bộ này. Và đó là cái nơi để thu nạp tất cả những bạn đạo diễn trẻ không có công ăn việc làm. Nói như vậy cho nó vui, có nghĩa là không có ai nhận về đó. Rồi họ về đó họ thành lập, rồi cùng nhau dàn dựng kịch cho vui đó, để diễn ở đó. Thì chính vì như vậy là mới có một loạt những cái vở kịch mà chúng tôi được học hành từ trong trường đó. Mà những cái vở kịch đó nó rất nhiều cái dòng, nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, mà có những cái phong cách nghệ thuật mà chúng tôi được học đó không có được phép phổ biến công chúng vào những thời điểm đó.
thì tự nhiên ở cái sân khấu 5B Võ Văn Tần được được dựng những cái vở kịch như vậy, đề tài, nội dung, câu chuyện vân vân, thì tự nhiên nó gây ra một cái làn sóng mới đối với khán giả. Người ta nói ô, ở đây có một cái nơi mà dàn dựng những cái vở kịch độc đáo lắm mà những cái đơn vị ở bên ngoài không thể có được. Nó phong cách tới dàn dựng nó lạ, từ cách dàn dựng nha, rồi lạ cả chủ đề tư tưởng của vở kịch đó. Thế là người ta kéo tới, kéo tới người ta mua vé coi rất là đông. Nó đông đến mức mà chúng tôi phải tổ chức một cái liên quan sân khấu nhỏ, liên quan sân khấu thể nghiệm lần thứ nhất. Mà cái liên quan này nó vang danh đến phạm vi toàn quốc. Cho đến những sau đó 2-3 năm thì tổ chức tiếp theo một cái liên quan sân khấu thể nghiệm lần thứ hai mà có tất cả các đơn vị nghệ thuật phía Bắc tràn vào tham dự liên hoan luôn. Có nghĩa là cái mô hình sân khấu nhỏ này nè, từ sân khấu 5B này, nó lan tỏa ra đến khắp toàn quốc. Thì cái công lớn này đó là ông Lê Duy Hạnh. Ông Lê Duy Hạnh là người ủng hộ và tạo điều kiện cho các đạo diễn trẻ có đức để dùng võ để phát huy cái khả năng sáng tạo đỉnh cao của mình. Từ đó mới có những đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Kim Loan, Phú Hải, Minh Hải, Hồng Vân và nhiều nhiều những đạo diễn tiếp theo đó nữa. Tôi có một cái may mắn là tôi cũng từng là diễn viên tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần một khoảng thời gian dài, làm 10 năm. Thì nhờ ở đó cho nên cái kỹ năng diễn viên của tôi đã được phát triển một cách toàn diện. Thì nếu mà nói cái người có công để chấp cánh cho những diễn viên trẻ và những đạo diễn trẻ được hoạt động, được phát huy cái khả năng sáng tạo nghề nghiệp của mình thì không ai khác là ông Lê Duy Hạnh. Nhắc tới điều đó thì tất cả những người đạo diễn trẻ và những diễn viên trẻ ở thế hệ của tôi vào thời điểm đó luôn luôn nhớ về ông, hay nhớ về một người anh của mình trong nghệ thuật. Có anh thì lớp trẻ của chúng tôi vào thời điểm đó mới có cơ hội được phát triển nghề nghiệp, có kinh nghiệm và tỏa sáng hào quang của mình cho đến tận giờ phút này. Nhanh quá, thấm thoát mà đã vỗ đầu của anh Hạnh. Thì nhắc đến anh Hạnh á, là sẽ nghĩ tới 5B, tới nhà hát, sân khấu nhỏ. Nhắc tới anh Hạnh á, thì gần như là mình trở lại cái thời thanh xuân. Nhắc tới anh Hạnh á, thì cũng sẽ nghĩ đến ngay những thế hệ diễn viên vàng mà từ hội sân khấu bước ra ở dưới cái thời điểm mà anh Hạnh là tổng thư ký. Đó là anh Thành Lộc, Hồng Đào, tôi, Thanh Thủy, Minh Nhí, Hữu Châu, anh Việt Anh. Thực ra nếu mà xét ở một cái gọi là cái khía cạnh xã hội á, thì thực sự á, với mọi người thì tôi không biết thế nào, nhưng mà với riêng bản thân tôi á, sẽ không thể có được những gì như ngày hôm nay tôi đạt được nếu như không có anh Hạnh, nếu như không có chú Nhị, Ba Văn Thành, bạn Thế Ngữ. Rất may mắn là sự nghiệp của tôi á, những cái gì mà tôi làm được trong nghệ thuật á, được tứ trụ hỗ trợ, mà trong đó anh Lê Duy Hạnh là một người thuyền trưởng, giống như là một người đứng đầu để dẫn dắt. Cho nên anh Hạnh là ký ức thật là đẹp và thanh xuân thật là đẹp của chúng tôi.